Tiếp nối thành công của việc phát hành ấn bản Guinness World Records, kỷ lục Guinness Thế giới, nhà sách Phương Nam chính thức giới thiệu cùng lúc hai tựa sách mới, Guinness World Records 2025, kỷ lục Guinness Thế giới 2025 và Guinness World Records Gamers Edition 2025, phiên bản dành cho game thủ kỷ lục Guinness Thế giới năm 2025. Kỷ niệm 70 năm Guinness World Records 2025, tổng hợp hàng ngàn kỷ lục mới và điểm lại những cột mốc đáng nhớ, khẳng định sức sống mãnh liệt của thương hiệu cùng tinh thần chinh phục giới hạn và ý chí kiên cường của con người suốt 7 thập kỷ. Cuốn sách được chia thành nhiều chuyên mục, flashbacks, hồi lại, giúp độc giả hồi tưởng các kỷ lục ấn tượng qua từng thời kỳ. Icons biểu tượng, tôn vinh những huyền thoại đã góp phần làm nên tên tuổi của Guinness, từ người tiên phong đến ngôi sao thể thao, nghệ sĩ và nhà khoa học. Kids Zone, khu trẻ em, là chuyên mục dành cho trẻ em với thiết kế sinh động, nội dung gần gũi, giúp các em khám phá thế giới kỷ lục dễ hiểu và thú vị. Với hơn 1.000 hình ảnh ấn tượng và thiết kế bìa độc đáo của nghệ sĩ tranh 3D Chris Labroy, Guinness World Records 2025 hứa hẹn sẽ là món quà ý nghĩa dành cho mọi độc giả. Guinness World Records Gamers Edition 2025 được ví như bách khoa toàn thư cho game thủ, tiếp tục thu hút cộng đồng với nhiều thông tin hấp dẫn về thế giới game. Ấn phẩm cũng cung cấp thông tin thú vị về bí mật đằng sau sự thành công của các tựa game nổi tiếng như Minecraft, Phoenix, Mario Kart và cập nhật những xu hướng mới nhất trong thế giới game.